Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Quẩy Vlog. Xin được kính chúc cho toàn thể quý cô bác, cô chú, anh chị, các bạn trong và ngoài nước chúng ta có được cuộc sống luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ý thức tham gia giao thông của mỗi con người chúng ta đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội. Nếu như tất cả mọi người chúng ta có được ý thức tham gia giao thông tốt và chấp hành các quy định của pháp luật thì nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc đã giảm thiểu đáng kể. Nhưng trong xã hội vẫn luôn có những người tham gia giao thông với ý thức và tinh thần không tốt nên đã để lại nhiều vụ việc đáng tiếc. Và ngày hôm nay, Sơn Quẩy Vlog xin được cập nhật và chia sẻ tới quý vị một câu chuyện đáng tiếc mới xảy ra vào ngày 12 tháng 3 vừa qua tại tỉnh Bình Dương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe tải đã đi lấn sang làn đường và gây ra hậu quả tai nạn rất nghiêm trọng, khiến cho hai anh em sinh đôi đang học lớp 9 tại tỉnh Bình Dương đã tử vong. Ngay sau đây sẽ là chương trình tang lễ đẫm nước mắt của hai anh em sinh đôi tại tỉnh Bình Dương. Sơn Quẩy Vlog xin được trân trọng kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi và chia sẻ với gia đình. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, khi tất cả mọi người chúng ta nhìn thấy những hình ảnh trước mắt thì thật sự không một ai trong mỗi con người chúng ta có thể cầm được lòng. Mọi người khi trở về đây với gia đình của hai em, trở về nhìn thấy một khung cảnh tang thương đẫm nước mắt mà ngày hôm nay đã bao trùm xuống ngôi nhà của hai em. Từng dòng người, các thầy cô, các em học sinh và bà con hàng xóm trở về đây chỉ biết ôm mẹ của hai em để mà khóc thương, bởi sự ra đi của hai em là quá đột ngột và quá xót xa. Thưa quý vị và các bạn, như thông tin mà báo chí đã đăng tải, vào khoảng 13 giờ ngày 12 tháng 3 tại giao lộ giữa đường Trà Vi và đường DH620 thuộc ấp Bến Tượng, Nai Hưng, Bầu Bàng, Bình Dương, xe tải mang biển số 60S3969 do anh Đinh Sĩ Đan, sinh năm 1994, quê tại tỉnh Đồng Nai, điều khiển lưu thông theo hướng từ văn phòng ấp Bến Tượng đi quốc lộ 13, đã xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 60FC0120 do em Lê Trọng Phước, sinh năm 2009, ngụ tại huyện Bầu Bàng, điều khiển, chở theo em trai sinh đôi là Lê Trọng An đang lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh và bất ngờ đã khiến cho hai anh em sinh đôi là An và Phước đã không qua khỏi và ra đi mãi mãi. Sau khi cơ quan pháp luật cùng với gia đình đã làm xong các thủ tục về mặt pháp lý, đã bàn giao lại hai em cho gia đình để về nhà lo tang lễ, lo hậu sự cho hai em. Tất cả mọi người khi nhận được tin hai em An và Phước đã tai nạn đột ngột qua đời, ai cũng rất bàng hoàng và xót xa trước sự ra đi quá đột ngột của hai em. Em Lê Trọng An và Lê Trọng Phước là hai anh em sinh đôi, hiện đang học cùng lớp 9A5 trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi thì các em đã bước vào kỳ thi để rồi bước vào ngôi trường cấp 3, bước sang một trang mới trong cuộc đời của mình. Vậy mà giờ đây bố mẹ của hai em cùng một lúc lại mất đi hai người con yêu quý nhất của mình. Có lẽ không có nỗi đau nào hơn nỗi đau khi gia đình đang phải gánh chịu
ngày hôm nay chia sẻ với mọi người, thì bà con xung quanh chia sẻ rằng mẹ của hai anh em sinh đôi tử vong vừa qua đang làm việc tại một trường mầm non ở Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Do điều kiện quá khó khăn, ban giám hiệu nhà trường đã gửi lời kêu gọi đến toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường, phụ huynh và học sinh của trường để cùng đóng góp, chia sẻ, hỗ trợ với gia đình của hai em để lo hậu sự cho hai anh em An và Phước. Trước đó thì Sở Giáo dục và Đào tạo Công an tỉnh Bình Dương đã ký kết tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025. Lãnh đạo sở đã đi chỉ đạo các trường, trung tâm giáo dục phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nghiêm việc tuyên truyền an toàn giao thông trong học sinh. Mọi người ai cũng mong muốn rằng xã hội sẽ không còn tai nạn, sẽ không còn những tai nạn rủi ro để dẫn đến những câu chuyện đau lòng như ngày hôm nay. Và theo như thông tin mới nhất thì vụ việc qua điều tra, nguyên nhân của vụ tai nạn khiến cho hai anh em sinh đôi tại Bình Dương đã tử vong là do lái xe Đinh Sĩ Đan điều khiển phương tiện đã đi không đúng làn đường theo quy định và gây ra hậu quả dẫn đến hai em sinh đôi đã bị tử vong. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là toàn bộ thông tin mà Sơn Còi Vlog cập nhật chia sẻ tới quý vị. Mong rằng quý vị và các bạn theo dõi được video clip của Sơn Còi Vlog chia sẻ tới quý vị ngày hôm nay. Chúng ta hãy để lại những lời bình luận và chia sẻ, những lời bình luận và chia sẻ quý giá của toàn thể quý vị chính là những lời động viên để giúp cho gia đình của hai em sớm vượt qua mất mát đau thương quá to lớn này, để ổn định lại cuộc sống, ổn định lại tinh thần, làm nốt những công việc mà hai em vẫn còn dang dở. Hai em ra đi mà không kịp nói với bố mẹ, với mọi người một lời. Còn bao nhiêu dự định, mơ ước tương lai của các em ở phía trước nhưng đã phải dừng lại từ đây. Quý vị chúng ta hãy cùng chắp tay niệm Phật để cho hai em ra đi được thanh thản. Sơn Còi Vlog xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành chia sẻ với kênh của Sơn Còi Vlog. Xin được kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phần tiếp theo lễ tang của hai anh em sinh đôi An và Phước.